Dạ thưa cô. Ngân Tâm, ta đã nói là cô ở nhà, sao cứ gọi hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu, mình tạm dừng chân nghỉ trong chốc lát nha cậu. Ừ. Dạ. Cậu ơi. Là cậu ơi. Cậu ơi. Gì đó tứ cử? Con nói này, cậu đừng buồn nữa cậu. Mai mốt cậu có đi thi, cậu làm ơn cậu đem chừng 2 bộ đồ thôi nha. Cậu rinh hết nguyên cái nhà luôn, trời đất ơi nặng muốn chết luôn à. Có bao nhiêu đâu. Cậu ơi. Hả? Con đi tới đây rồi, con hết biết đường đi rồi. Dòm ngã ba ngã tư không à, thì đường nào đi đến Ni Sơn? Nếu không biết đường thì ta hỏi thăm đường trong miệng mình chứ đâu tứ cử. Đường trong miệng là sao hả cậu? Đường trong miệng là mình hỏi thăm người ta, người ta chỉ. Ơ kìa, có 2 người khách lạ, em đến hỏi thăm coi người ta có biết đường không, nhờ người ta chỉ giùm cho. Ơ kìa, có một người đang ngồi với cậu. À, thôi con lại con hỏi hả cậu? À, để hỏi thăm người ta. Cậu đi, đợi con chút xíu à cậu. Nhớ nha, họ đến trường Ni Sơn nha. Anh cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Anh ơi anh, cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Cậu ơi cậu. Hả? Con qua con hỏi rồi. Mà anh này anh bị điếc. Bị điếc à? Hỏi không trả lời, không nghe điếc. Người mặt mày sáng láng vậy có lý nào điếc? Chắc lẽ em hỏi nhỏ không nghe, em qua em hỏi to lên, người ta sẽ trả lời cho. Hỏi to cỡ nào cậu? Thì em hỏi lớn cỡ nào cho người ta nghe rõ thôi. Hỏi. Anh ơi anh, đường nào đi đến Ni Sơn? Đúng rồi đó. Cậu đợi con chút xíu. Hỏi lớn lên nha. Anh ơi anh, Hương Hào Hiến, Hương 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 Hương. Cậu ơi. Hôm nay đi không có con ngày, xui rồi. Sao vậy? Em qua em hỏi, anh đó vừa câm vừa điếc luôn. Dòm em gì? Mặt không trả lời. Mặt mày người ta sáng láng vậy không lý nào vừa câm đại điếc. Hồi đó má đẻ ra điếc từ nhỏ. Chắc có lẽ lời hỏi em không được lễ phép. Em qua em lễ phép em hỏi người ta sẽ trả lời giùm cho. Lễ phép là phải khoanh tay hả? Cậu dạy con là phải lễ phép. Đúng rồi. Mình phải qua lễ phép đàng hoàng. Lễ phép đàng hoàng nha em. Mình phải nói chuyện đàng hoàng. Chứ mình không nói chuyện đàng hoàng người ta nói mình không có phép. Đúng rồi. Vậy con mặt con. Lớn lên. Đợi con chút xíu. Hay cho em hỏi. Hay dùng nhau. Nhưng nhau Nhưng em nhỏi. Nhưng nhau nhún. Nhưng thân. Ít chị. Cái anh kia. Bộ hỏi người ta không nghe hay sao? Làm gì mà xô người ta té ra? Cậu ơi. Biết nói. Biết nói thì sao? Con tưởng đâu câm điếc. Ai ngờ biết nói. Hỏi thăm ta đi. Kêu cậu à? Không phải, kêu em đó. Hả? Đen hay đỏ? Xin phép cậu cho em qua nói chuyện. Anh kêu em. Muốn hỏi gì? Anh cho em biết đường nào đi đến Ni Sơn. Ni Sơn. Biết rồi. Chờ chút. Dạ thưa cô. Cô gì? Cô hồn giận anh. Cậu. Tự nhiên chỉ đường rồi chửi con cô hồn. Cô hồn. Ngân Tâm. Dạ. Ta đã nói với em là cô ở nhà rồi, sao có em cứ nhắc hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu, có 2 người khách đến trường Ni Sơn giống như ta vậy đó cậu. Vậy à?